Đại lễ mua hàng, bạt ngàn quà tặng. 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 mình đi đâu? Đi đâu, ăn gì, chơi gì? Chắc nhiều gia đình đã lên kế hoạch cho 30 tháng 4 này rồi phải không ạ? Nhưng 30 tháng 4 cũng là dịp để anh chị em, bạn bè tụ họp gặp gỡ lại với nhau sau một khoảng thời gian đi làm ăn xa. Và mỗi gia đình Việt hiện nay đều không thể thiếu cho gia đình một bộ dàn karaoke phải không nhỉ? Đúng vậy ạ. Hiện nay thì mỗi dịp lễ Tết mọi người thường sẽ tụ tập ăn uống rồi cùng nhau hát ca. Bảo Châu Lách cũng vinh dự góp phần làm nên cuộc vui cho hàng triệu gia đình Việt. Để tri ân cũng như kích cầu mua sắm trong dịp lễ, Bảo Châu Lách dành tặng khách hàng chương trình khuyến mãi Đại lễ mua hàng bạt ngàn quà tặng với hàng trăm ngàn sản phẩm giảm giá. Dàn karaoke gia đình chỉ từ 10 triệu, hàng trăm quà tặng miễn phí, tặng áo mưa, mũ bảo hiểm, thùng bia, chân loa, giá loa, dây rắc. Đây cũng là dịp để các hãng đưa ra mức ưu đãi tốt nhất. Loạt sản phẩm có giá sốc như tai nghe JBL T115BT giảm 66% còn 169.000 đồng. Loa karaoke Active 5 JBL RM210 giảm 49% còn 9.200.000 đồng một đôi. Vang số karaoke JBL KX180A giảm 44% còn 6.690.000 đồng một chiếc. Vang số chỉnh cơ karaoke Becasound DSP 9000 Plus giảm 49% còn 2.390.000 đồng. Micro không dây Becasound M200 giảm 37% giá chỉ còn 2.190.000 đồng tặng phí mua hàng khi mua pin sạc. Loa sub điện karaoke Becasound SVK212 giảm 46% chỉ còn 2.990.000 đồng một chiếc. Loa BIK X631 giảm 44% chỉ còn 5.990.000 đồng tặng micro BIK Pro 8X trị giá 800.000. Loa sách tay BIK M108 giảm 46% chỉ còn 3.690.000 đồng. Vang cơ Agnot MI30S V2 bản nâng cấp có FM giảm 36% chỉ còn 1.900.000 đồng một bộ dùng cho loa kéo, loa Bluetooth. Dàn karaoke Active JBL RM210 giá chỉ còn 14.980.000. Dàn karaoke gia đình chung cư giá rẻ Karaoke Box 01 chỉ còn 15.280.000. Dàn karaoke gia đình chung cư giá rẻ Box 02 giảm còn 16.690.000. Dàn karaoke đèn ông Nhật 20 giảm còn 14.750.000. Dàn karaoke 01 giảm còn 19.460.000. Dàn đôi mút cao cấp 10 chỉ còn 34.900.000 cùng vô vàn quà tặng như dây loa jack music, pin sạc, chân loa, dây tín hiệu. Đó là các sản phẩm và bộ dàn âm thanh điển hình. Có từng ngành hàng, chúng tôi cũng có các mức giảm giá cực sâu. Như các dòng loa siêu trầm cũng đang có mức giảm giá cực sốc. Loa sub điện karaoke JBL A120P giảm 38% còn 9.290.000 đồng. Loa sub điện Becasound SVK612MK2 giá còn 5.690.000 đồng. Loa sub hơi Domus RXVK18C giá chỉ còn 9.990.000 đồng. Loa sub điện BIK VK25AV giá còn 7.390.000 đồng. Và còn rất nhiều mẫu loa siêu trầm khác cũng đang giảm giá cực sốc. Cục đẩy công suất là thiết bị không thể thiếu trong một bộ dàn karaoke chuyên nghiệp cũng đang có mức giảm giá rất tốt. Cục đẩy công suất 2 kênh BMB950 giảm mạnh 28% chỉ còn 17.990.000. Cục đẩy công suất karaoke 2 kênh Crowd T10 chỉ còn 23.900.000. Cục đẩy công suất karaoke 2 kênh King House D2A600 chỉ còn 7.900.000. Cục đẩy công suất karaoke 2 kênh Crowd XLI2500 giảm còn 15.990.000 và hàng ngàn chiếc cục đẩy khác cũng đang có mức giảm giá rất tốt. Micro là một thiết bị không thể thiếu để hát karaoke. Trong đợt khuyến mãi này cũng đang có mức giảm giá cực ưu đãi. Micro không dây JBL VM200 giảm 34% còn 6.530.000 đồng, tặng pin sạc trị giá 450.000 đồng. Micro không dây JBL VM300 giảm 24% còn 7.550.000 đồng, tặng phí mua hàng khi mua pin sạc. Micro không dây BCE VIP 3000 giảm 26% còn 6.490.000 đồng, tặng bộ pin sạc trị giá 450.000 đồng. Mic không dây Paramax Passion Eco giảm còn 1.890.000 đồng. Và còn rất nhiều mẫu micro giảm giá khác nữa. Các thiết bị xử lý như mixer, vang cơ, vang số đều đang được giảm giá kịch sàn. Vang số karaoke Becasound KP600 mức giảm giá lên tới 35% còn 4.590.000. Bàn mixer Anto Trumix 800FX giảm 26% còn 4.990.000. Vang số karaoke BIK 8600 giảm còn 7.690.000. Vang số karaoke BMB KSP 50 giảm 30% còn 10.690.000. Và rất nhiều các mẫu vang mixer khác nữa cũng đang có mức giảm giá cực sốc. Không chỉ có các sản phẩm karaoke mà các sản phẩm loa kéo, loa Bluetooth, tai nghe cũng đã có mức giảm giá cực sâu lên tới 47%. Dàn karaoke gia đình giá cực tốt chỉ từ 15 triệu đồng.
Đặc biệt với các bộ dàn karaoke trên 15 triệu sẽ được tặng kèm thêm áo mưa, mũ bảo hiểm và một thùng bia Sài Gòn. Quá hấp dẫn phải không ạ? Ngoài ra các bộ dàn karaoke, cả các bộ dàn nghe nhạc, xem phim, bộ hội trường Array, bộ hội họp, cà phê, pub, lao cũng đang có mức giảm giá cực tốt. Quý vị cũng đừng bỏ lỡ trong dịp khuyến mại này. Nếu tài chính của quý vị chưa cho phép, đừng lo, đã có chương trình trả góp online chỉ từ 0%. Đây là chương trình được khách hàng cực kỳ ưa thích vì chúng ta không cần phải trả hết trong một lúc mà có thể chia ra trả nhiều lần và đặc biệt là không mất lãi. Quá tuyệt vời phải không quý vị? Ngoài những chương trình trên thì Bảo Châu Alex vẫn đang chạy song song những chương trình khác như Thu Âm Ly Cũ Lên Đời Cục Đẩy Vang Số đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Đó cũng là động lực giúp Bảo Châu Alex ra nhiều các chương trình khuyến mại tốt hơn nữa. Đây là một chương trình giúp ích rất lớn cho người dân Việt Nam có thể nâng cấp bộ dàn karaoke của mình với mức chi phí cực kỳ thấp. Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng từ ngày 18 tháng 4 đến hết ngày 5 tháng 5. Sau thời gian này, chương trình ưu đãi sẽ không còn hiệu lực. Vậy hãy nhanh chân đến 15 showroom của Bảo Châu Elec để được tư vấn về các chương trình khuyến mãi hoặc là truy cập vào website bảochouelec.com để tìm hiểu hoặc có thể gọi đến hotline của Bảo Châu Elec là 1900 0255 hoặc hotline của Hữu Duy là 0866693631. Và hotline của Kim Xuyến là 0395487800 để được tư vấn miễn phí mọi băn khoăn của mình. Chúng tôi với hơn 20 năm kinh doanh trong nghề âm thanh, với hệ thống 15 showroom hiện đại trải dài khắp 3 miền Tổ quốc, nên việc tham quan mua sắm của quý vị rất dễ dàng. Là đại lý của nhiều hãng âm thanh nổi tiếng thế giới, giấy tờ chứng nhận COCQ đầy đủ rõ ràng. Có đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm sẽ giúp quý vị chọn được những sản phẩm ưng ý phù hợp nhất. Giá thành luôn được cập nhật mới nhất, tốt nhất với thời điểm mua của quý vị. Đội ngũ giao hàng lắp đặt được đào tạo chuyên sâu, bài bản chuyên nghiệp. Giao hàng toàn quốc, thanh toán dễ dàng, có trả góp lãi suất tốt. Chế độ hậu mãi tận tình chu đáo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của Bảo Châu để nhận được những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.